Thưa quý khán giả và các đồng chí, thời đại Hồ Chí Minh với những biến cố chấn động lịch sử, dân tộc ta đã sản sinh ra một thế hệ vàng với những nhà lãnh đạo kiệt xuất, trong đó có Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Nhớ về ông, chúng ta thường nhớ về một vị tướng toàn vẹn, đức độ sáng trong như ngọc, tài năng thao lược xuất chúng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa hiểu hết về ông, một người cha dịu dàng, sâu lắng, sống thật đời thường và vô cùng tình cảm. Nhân ngày lễ ngày của cha, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, con trai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh để hình dung rõ hơn về tính cách, cuộc đời của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, một vị tướng đã được người dân yêu mến gọi là Đại tướng của nông dân. Thưa ông, nhà thơ Tố Hữu có viết về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, mặt hiền như ruộng lúa nương khoai, hai con mắt đỏ bừng như lửa, chỉ miệng cười tươi sáng rộng dài. Ông là đại tướng của lòng dân, tình dân. Vậy ông có cảm nhận gì về người cha của mình? Cha tôi, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, mất vào năm 67, khi đó tôi 18 tuổi. Cho nên là những ký ức về cha mình thì nó không nhiều, nhưng mà nó rất là sâu đậm vì nó là ký ức của tuổi thơ. Ba tôi rất là hiền và không bao giờ là có cái nóng nảy hoặc là có những cái thô bạo với những người trong gia đình hay các cô, các chú cùng làm việc. Thứ hai là cái sự nghiêm. Ba tôi rất là nghiêm, hiền nhưng mà rất là nghiêm. Ông ấy không bỏ qua bất kỳ một cái điều gì, nhất là đối với các con mà ông thấy là sai trái, nhất là cái hỗn với người lớn và cái nói dối là phải phải. Và cái thứ ba nữa là nụ cười. Tôi không biết là mọi người như thế nào, với tôi thì tôi không có thấy ai mà có cái biểu cười mà cười hết cỡ như vậy. Có thể nói là một cái động lực để tôi hiểu rằng là cuộc sống cũng nhiều lúc khó khăn, nhưng mà không có nụ cười, không có cái niềm lạc quan thì không thể có cuộc sống tốt đẹp được. Cha ông, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh từng gọi ông là binh bét. Phải chăng đây có phải là nguyên nhân khiến ông kế tục sự nghiệp cha mình là một người lính phục vụ tổ quốc, phụng sự nhân dân? Chúng ta quay lại những năm như là năm 64 cho đến năm 66, 65, 66, 67. Lúc ba tôi chuẩn bị vào Việt Nam và cho đến khi ba tôi mất thì chúng ta đang bước vào cái cuộc chiến tranh trực diện với đội quân mạnh nhất thế giới là của Mỹ. Lúc bây giờ tất cả những cái thanh niên đến tuổi thì đều có nghĩa vụ là đi bộ đội, trừ những người được Đảng, Nhà nước phân công làm những công việc khác. Cha ông, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được biết đến là một người đại tướng gần dân. Vậy ông có thể chia sẻ những câu chuyện về cha của mình được không? Tôi nhớ là đi Hưng Yên, lúc bây giờ đi Hưng Yên, thì tự nhiên ba tôi được đi theo một chiếc xe, tự nhiên ba tôi bảo, nói với chú lái xe dừng lại. Thì nhìn ra cửa thấy là một dãy các cô, các bà, các chị đã đang cấy lúa. Thì ba tôi bảo, ở quê tôi hồi tôi đi cấy đâu cần phải trang dây mà vẫn thẳng, mà vẫn tốt đấy thôi. Thì mấy bà bảo ông biết gì, ông giỏi xuống mà cấy. Thì ba tôi sẵn qua xuống cấy thật. Xuống cấy thì một lúc thì hóa ra là ông ấy thua thật, vừa chậm và vừa xiên xẹo. Thì ba tôi mới đứng dậy, mới vươn vai và là đúng là có khoa học kỹ thuật thì có cái hơn. Tôi chịu thua. Thế là mấy bà, mấy chị là vỗ tay giao ẩm. Những câu chuyện đấy đối với tôi rất là đáng nhớ. Và tôi nhớ mãi cái lời dạy của ba mình. Không có ai ngoài dân hết. Chúng ta đều là dân. Mỗi người một việc khác nhau. Thì đấy là cái câu chuyện nhỏ về cái khái niệm gần dân của ba tôi. Tiếp nối truyền thống gia đình, sau nhiều năm gắn bó với con đường binh nghiệp, phục vụ tổ quốc, phụng sự nhân dân, vậy ông còn điều gì chăn trở trong lòng không ạ? Tôi không có điều gì chăn trở cả. Vì tự tôi thấy rằng là tôi đã hoàn thành những nhiệm vụ mà mình được giao trong suốt cái cuộc đời binh nghiệp. Và tôi hoàn thành nhiệm vụ ấy với tất cả cái tâm của mình và với hai bàn tay sạch. Cái điều mà tôi mong muốn là làm sao mà quân đội chúng ta trong thời bình thì sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, điều ấy tuyệt đối tin tưởng. Và chúng ta không có mơ hồ gì chuyện bất kỳ một cái kẻ nào xâm lược chúng ta sẽ thất bại. Nhưng mà cái mong muốn của tôi là
quân đội làm sao mà đóng góp nhiều hơn nữa cho cái sự nghiệp ổn định, cho cái hòa bình, cho cái phát triển đất nước. Và như vậy thì chúng ta mới có được cái quân đội với đủ ba chức năng như Bác Hồ dạy, đó là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Tôi được biết con trai ông đã trở thành một người lính trong quân đội nhân dân Việt Nam với tư cách là một người cha, một người đi trước. Vậy ông có mong muốn hay nhắn nhủ điều gì với con trai mình cũng như lớp chiến sĩ trẻ ngày nay? Thú thực là cũng rất nhiều người hỏi tôi về chuyện câu ấy. Và câu trả lời của tôi luôn luôn là tôi tin rằng là đơn vị của con trai tôi trong một cái bức tranh chung của toàn quân đội đủ khả năng để dạy con được trai tôi những cái điều nó cần phải làm. Và nếu nó lên người là do quân đội, chứ chẳng phải do là những cái lời giáo huấn hoặc là những cái lời dặn dò của mình. Tuy nhiên nếu mà muốn mong muốn gì ở nó, có thể nói là kỳ vọng ước mơ gì ở con trai mình, thì tôi chỉ mong đúng như câu ba tư dặn tôi là người ta sao thì mình vậy. Còn mong muốn hơn nữa là gì? Qua cuộc đời binh nghiệp tôi thấy rằng có hai chữ mà phải giữ. Chữ thứ nhất là chữ tin. Ở đâu phải có lòng tin, người ta tin mình để cho người ta tin mình và hành động người ta tin mình. Thứ hai là phải giỏi, việc nhỏ cũng giỏi. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian với Truyền hình Quốc phòng Việt Nam ngày hôm nay.